nay có gà rán heo quay, lầu bắc kim thang tôm hùm nấu khoai lang, tiểu thư ăn chút đi kẻo nữa nó thiêu thị phi. Vứt ngay đi, tôi đã nói không ăn, đừng bám theo tôi suốt ngày cứ lôi thôi, chạy nhanh lên nữa đi, nhận lương lái xe mà về. Hôm nay đã là người thứ 200 nghỉ việc trong 2 năm, giờ thế nào? Chào mọi người cháu rút lui vì cháu quá xui, về quê chăn cá. Không sao, gia đình mình yên tâm đê, hãy để tôi ra tay xin giới thiệu. Nghệ danh David Teo, vệ sĩ cấp cao là tôi. Trải qua 2 năm đi lính ở tiểu đội, xe không kinh nắng mưa, bão cũng không suy, khó khăn vẫn cười hi hi, có huy chương vàng dài bốc xinh ao làng, vài đứa danh con thì để đó tôi lôi.